Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, xin chào mừng quý vị lại trở lại với kênh của Nguyên Vũ. Đấy, và hôm nay thì là Nguyên Vũ Audio tiếp tục gửi đến các bác ở đây là ba bộ dàn mini và một bộ dàn chung, một cục của Panasonic nhé. Để các bác là về chúng ta nghe nhạc ở từ điện thoại máy tính ra, và những cái dòng nào có đường quang thì chúng ta có thể là nghe nhạc từ đường quang TV Smart ra để nghe nhạc nhé. Thế bây giờ em sẽ đi vào lần lượt từng cái sản phẩm một hôm nay em giới thiệu cho các bác nhé. Cái đầu tiên ở đây là một cái bộ dàn Onkyo V5 này, Onkyo V5 nhé. Cái bộ này thì là ghép theo yêu cầu của một bác khách mà vừa nãy bác ấy có xem được con N7X này. Đấy, thì bác bảo ghép thêm cho bác với con V5 để bác nghe nhạc ở nhà xem nó có hợp hay không. Thì ở đây em ghép luôn cho các bác nhé. Ở đây em xin báo giá luôn này. Thì con V3 à, con V5 này đang có giá là 1 triệu 3 này, và con loa N7X này thì đang có giá là 1 triệu 050 nghìn này. Đấy. Thì hàng nó về thì nói chung là cái nón đằng trước đây, cái chép đằng trước này nó hơi bị ấy một tí này. Đấy, nha, còn đâu là thì ngoại hình ở bên ngoài thì nó còn khá là ok. Đấy. Đấy. Em đánh giá con này là loa còn đẹp nhá, nó hàng bãi như này là rất là đẹp rồi. Còn tất nhiên là hàng bãi thì nó sẽ không tránh được các cái vết xước sát. Đấy. Các vết xước sát hoặc là trầy xước một tí là không tránh được 100% đâu. Đấy, nhưng mà với những con như này em đánh giá là khá là ok rồi. Đấy. Nhá. Ở đây nó hơi bị vàng tí đấy nhá. Và đây là cục V5 này. Cái cục Onkyo V5 này thì hiện tại là như hôm trước em test là CD vẫn còn đang đọc bình thường. Đấy, và có thể chỉnh được bát tép trên mặt máy nhá, và có đường quang ở đằng sau để các bác có thể là nghe nhạc từ điện thoại, từ máy tính, từ đường quang ra. Đấy, đủ hết nhá. Đấy, đường này đường AV để cắm điện thoại máy tính này. Còn đây đường quang để cắm TV, để cắm đường quang TV Smart này. Đấy. Được chưa? Đấy nhá. Thì bây giờ em sẽ cắm điện và em thử một đoạn chất âm của cái con V5 loa N7X này cho các bác nhá. Đấy, cả bộ của nó là 1 triệu 3 với 1 triệu 050 là 2 triệu 350 nghìn nhá. Thì bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cho bên em. Đấy, con này thì loa màng trắng thì kết hợp với con V5 có chỉnh bát tép này, nó khai thác rất là tốt cái chất âm của cái đôi loa N7X nhá. Đấy, ok. Vâng, đây nha, thì đây là chất âm của cái bộ MRV5 này, loa N7X nhá. Đây. MRV5 nó bởi con này thì nó khai thác rất tốt chất bát của con N7X nha các bác nhá. Đấy, nghe bát rất là sâu chắc và trung âm rất là sáng này. Cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều miếng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em nhỏ hiện lên từ trong mây ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ anh về con này. Nó sẽ có các cái đường vào khác như đường line 2 này, đường digital để kết nối đường quang tivi này, đường tép này, nó ba đường vào cho điện thoại máy tính nhá. Đấy. Phần trong ở đây là chỉnh bát tép này, phần một tầng phát nữa thăng chét này, anh nghe nhiều nhiều thì nó tăng lên này. Đấy nhá. Đấy thì do thời gian là có hạn nên em xin phép test là chất âm của nó thế thôi. Còn đâu là các bác nào cần test chi tiết thì là em sẽ test sau nhá. Con này thì là em cũng xin báo luôn là CD các thứ là CD đường quang đường điện thoại các thứ nó chạy bình thường nhá. Đấy, giá của nó là đi 2 triệu 350 nghìn đồng nhá, 2 triệu 350 nghìn đồng. Đấy, và con này thì em cũng xin nói luôn là CD là em không bảo hành CD, em chỉ test thêm CD thôi nhá, em test thêm thôi chứ em không bảo CD đâu. Đấy, đây mà thôi, bảo em
mà tông quý vị chờ thì em lấy cái CD em test luôn CD cho các bác nhá, cho nó dễ. Đấy nha, đấy em test luôn cái CD cho các bác này. Đấy cái CD này thì nói chung là em có nhiều bác hỏi thì em cứ test thêm thôi, còn em không bảo anh CD nhá. Tại vì nhiều bác về là toàn dùng các cái đĩa mốc đĩa hỏng rồi, ở đây em test rõ ràng nó lên, mới về nhà các bác không nên. Đấy. Thì thường đa phần là do cái đĩa CD của các bác nó dùng nó bị mốc hỏng rồi, các bác cố các bác tận dụng các bác dùng nó không nên được đâu nhá. Cái này thì dùng tốt nhất là dùng đĩa xịn. Đấy, đĩa xịn cái đĩa mua khoảng 400-500 nghìn ấy thì dùng nó sẽ tốt nhất. Đấy. Nhá. Đấy. Còn bây giờ thì chủ yếu là các bác cắm điện thoại máy tính với lại cắm TV smart nghe nhạc là chính rồi, mà còn đâu là cái CD này gọi là nhiều bác thì gọi là thử nên để cho nó lên để nó cho chạy full chức năng cho nó sướng thôi, chứ còn thực ra nó cũng chả dùng gì CD bao giờ. Đấy. Đấy sự thật luôn. Nhá. Đấy. Gặp nhau làm gì? Đấy bình thường thì cái này không dùng chỉnh master thì ra nách bài nhá. Ok chưa? Đấy nhá, CD đọc nhá. Đấy. Ok nhá, đây CD đọc mà chất âm của nó như thế. Chất bass rất tốt. Nghe rất là rền và sâu. Đấy. Chép sáng, trung sáng. Đấy. Tiếp sang ở đây là một bộ dàn của Đến Ông nhá. Con này là dàn Đến Ông M40. Đấy. M40 đời rất mới gần đây đấy các bác ạ. Thêm một đời nữa là M41 là nó mới nhất luôn rồi, chứ còn chả còn đời nào cao hơn nữa cả. 40 nhá. Đấy, RCD M40 con này thì các bác nhìn này, hỗ trợ chơi nhạc qua cổng direct vào đây là cổng sạc của iPhone, iPad và iPhone, iPod và có thể cắm USB và nghe nhạc này. Đấy, USB input thì suit bot các cái file là FNAC và WAV là những cái file nhạc nốt nét bây giờ nhá. Tức là nhạc không nén đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nghe nhạc bác nào thích nghe nhạc chất lượng cao đấy, nhạc nốt nét thì đây này. Con này về là các bác cóp nhạc nốt nét thì nghe rất là ok luôn. Và có hai cổng quang ở đằng sau nhé, để kết nối với cả các TV smart và ETC là các TV khác. Đấy. Hai digital input for TV này, ETC là vân vân này nhá. Đấy, cái loa đây. Loa đi kèm em ở đây là một MX7700 nhá, có đến ông MX7700, loa công suất là 50W trở kháng 6 ohm. Đấy, hàng còn rất là đẹp. Hàng về đẹp xuất sắc luôn và là loa 3 đường tiếng nhé các bác nhé, loa 3 đường tiếng. Đấy, bass nó khoảng 12cm. Đấy, chiều ngang của loa nó khoảng 16, chiều sâu khoảng 21, chiều cao khoảng đôi, khoảng 28cm nhé. Đấy. Hàng về thì nói chung là loa còn góc cạnh đẹp, đấy, vỏ viếc đẹp, mỹ mãn luôn. Đấy nhé. Đấy. Đấy. Đây càng loa đây nhé. Nói chung thì hàng bãi nó về nhà rất đẹp rồi. Còn cái việc nó có đôi chỗ xước sát thì em nó khẳng định là sẽ không tránh được nhá. À, còn đây là cục máy này. Mà 40 là các bác nhìn là mặt mũi còn đẹp. Nhá. Đấy, dòng đời cao các bác, 40 dòng đời cao đấy. Con này là 2015 này, gần đây chưa? Đấy, 2015 rất là gần đây. Lại công suất của cái cục máy là 70W trở. Điện 100V. Đấy, nhá. Đây, dòng đời cao và là hàng cao cấp này các bác nhìn này. Các cái kẹp bắp chuối còn nhìn đẹp không? Chất nhé. Chất lượng cực kỳ luôn. Con này thì có thêm đường subwoofer out ở đây để kết nối với cả xúc điện này. Đấy. Đây, có đường dock in để kết nối cổng điện thoại máy tính nhé. Có đường quang kết nối TV smart nhưng mà có cả USB để cắm USB nghe nhạc. Đấy. Rất đa chức năng nhé. Ok, bây giờ em sẽ kết nối điện con này vào đây và em sẽ thử một đoạn chất âm cho các bác nghe nhé. Toàn những con này là toàn những con em đã tự chọn mà chất bát của rất tốt để phục vụ các bác thích ai thích nhiều bát nhé. Đấy, thì lấy hai con đầu tiên này và con đằng sau kia nữa, con đằng sau kia này, con kia thì để rất là hầm hố, những đặc biệt là những bác nào có thủ chè. Nhưng mà cái đấy các bác chờ một chút xíu nhé. Em test con này đã. Đấy nha, bộ M40 này. Đấy. Bộ này thì em cũng xin báo giá luôn nhá. Thì là bộ này thì là bình thường thị trường nó bán khoảng 8 triệu. Đấy. Khoảng 8 triệu thôi, bộ này thì nó về như thế thì em để 6 triệu 500 cho các bác nhá. À, 6 triệu 500 các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác muốn chuyển các đường vào là ấn xua ở đây cho em này. Đấy, và để nghe đĩa thì là sẽ là để sang disc đây và cho đĩa vào. Đấy. Biết con này có đọc đĩa không?
này nó cái bọn đời mờ này nó là đời nó đời mờ này nó có một cái đặc điểm như này. Đấy. Các bác chờ tí, nó khi mà nó đang đọc điện nó sẽ ra điện hơi nông một tí. Đấy. Thi thoảng nó có cái trường hợp là khi mình động ở đây nó lại hay cái kiểu là nó tự cho đĩa vào nhá. Đấy. Tức là khi mình chẳng may mình động hơi mạnh thì nó có cái kiểu nó ở đây nó có một cái công tắc hay một cái cảm biến gì đấy để chống nó bị kiểu sốc cơ đĩa ấy. Thì là khi mà mình nên là thi thoảng khi các bác đặt cái đĩa vào, khi các bác đặt cái đĩa vào nó hơi mạnh tay thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng nó sẽ tự nuốt đĩa đấy, nha, nó sẽ tự ấy cho đĩa vào mình mà và mình không cần phải ấy gì cả đấy. Ví dụ như mình để vào đây đấy, hơi mạnh tay một cái thì ở trong này nó có một cái cảm biến đấy, nó sẽ tự nó như kéo đĩa vào. Nếu chứ không chứ còn nếu không bình thường thì mình sẽ là như thế này, ví dụ đặt mà còn nếu không mình để đĩa vào này, để nhẹ nhàng cái này thôi thì là chỉ mình ấn close ở đây thì nó sẽ close vào nhá. Thì đấy là một cái cơ chế bảo vệ rất là hay của cái con M40 này mà em muốn giới thiệu thêm cho các bác. Đấy. Về phần đĩa nhá. Đấy. Đĩa đây là vẫn báo bài đây này. Đấy. Đấy, nhá. Nói chung một đĩa vẫn chạy đây. Đấy, M40 này. Cái con này nó ba được tiếng này, tiếng rất chi tiết các bác ạ. Đêm đêm về tương nhớ, gặp nhau làm chi. Nghe nhạc vàng tối rồi hay luôn. Người yêu dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi dài. Đấy nhá, biểu nhận bài tốt, ok luôn, được chưa? Nhá. Đây còn đây là đường điện thoại này. Các bác bấm xua này, chuyển nó sang đường vào có tên là login nhá. Em nói đi nào, vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vừng vàng làm sao. Nếu anh về quê ta tấm áo tràn tình thương quê nhà. Ở rừng bắc bó quê ta nhớ rừng xưa. Chuyện rơi theo người về rừng núi bóng người vì sao trong sáng bóng đã thân chào đồng lời thiết tha. Đấy nhá, đây là con M40 này. Đấy, giá là 6,5 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với bên em. Đấy. Tiếp ở đây là một cái bộ dàn của Panasonic nhá. Đấy, bộ này thì em có test CD nó vẫn ra vào bình thường nhưng mà nó đang không đọc đĩa nhá. Em bán cái này về các bác là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhá. Đấy. Hàng về thì loa còn rất là đẹp. Đấy. Đấy nhá. Còn tất nhiên đây là hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi thì nó sẽ không thể tránh được một vài vết xước sát. Sẽ có tí nọ tí kia một tí xíu, nó không thể tránh được 100%. Đấy. Con này là Panasonic AK17 nhá. AK17. Đấy. Input mắc của nó 100W. Đấy. AK17. Hàng về đồng bộ full bộ nhá, tức là loa AK17 và cục AK17 luôn nhá. Đấy. Loa 2 bát và là cái dòng bát rất sâu như này. Thiết kế nhìn rất là hầm hố. Đấy. Con này thì rất nhiều bác thích bởi vì nó có cái thiết kế của nó rất là theo kiểu classic và hầm hố. Đấy. Kiểu quân đội. Đấy. Nhiều người rất thích cái kiểu thiết kế như này. Đây AK17 các bác nhìn thấy không? AK17 nhá.
Đấy, con này là hàng nội địa Nhật nên nó sẽ không có ghi made in gì ở đây luôn. Đấy, những cái đời trước đấy nữa thì đây là những cái đời trước của những khoảng 2000 đinh mấy gì đấy. Khoảng 2000 đinh mấy nên nó vẫn đang sản xuất ở Nhật, nó chưa có thêm các cái xưởng ở bên ngoài nên nó vẫn cứ ghi nó sẽ không ghi gì cả nhé. Sau này khi có thêm các cái công ty nó đặt ở bên nước ngoài, các cái nhà máy đặt bên nước ngoài, bắt đầu là mới xuất hiện made in Japan với made in Malaysia, made in gì đó, nhưng còn trước đó thì sẽ không có nhé. Đây, những cái đời này đây chưa có nhé. Hàng về nói chung là máy móc các thứ còn đẹp. Đấy. Phần ba thớt là CD này, âm ly và một cassette nhé. Cái cassette các bác về tự test nhé. Cái này thì em cũng không có cassette để test với lại. Nói chung là bây giờ cassette này chả mấy người dùng. Nên thôi chúng ta cứ bỏ qua đi. Gọi là nó có thêm nhìn cho nó đẹp thôi nhá. Còn đây em bán là để các bác về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi nhá. Vì bây giờ là hầu như là cái nhu cầu đấy là nhiều thôi, chứ còn các nhu cầu khác ít hơn. Nhá. Con này là có thêm equalizer chỉnh sẵn nên là nó sẽ rất là hay. Ok, bây giờ em sẽ test cái con này lên cho các bác nghe nhá. Đây nha. Đấy. Con này thì để kết nối điện thoại máy tính này thì các bác kết nối vào cho em đường AUX ở phía trên này nhá. Sau đó mình sẽ chuyển cổng ở đây. Đấy. Bật điện lên đã này. Đấy, bật điện lên nó sẽ hiện lên cái hello này. Đấy. Sau đó mình ấn nút AUX ở đây, MD để chuyển nha, ví dụ đang ở các cổng khác này. Để ấn AUX ở đây để chuyển cổng này, để chuyển sang AUX. Đấy, thế là nghe nhạc được luôn. Và trên này có equalizer nha, đây này. Và anh xoay ở đây. Thế có chế độ equalizer là các bác chỉnh này. Đấy. Ở đây nó có một chế độ gọi là manual. Đấy. Các bác có thể chỉnh ba tép ở đây rất là tiện lợi nha. Đây, bằng cái nút này mà gậy cái này nhá, có nhìn này. Các bác gảy nha, các bác gảy nút này nó sẽ có các cái chấm chấm chuyển này. Đấy, các bác thấy không ạ? Gảy sang ngang nha. Đấy, gảy sang ngang này. Nó sẽ đưa đến các cái giải chép bass này. Thì đây là giải chép này, bác giảm xuống này. Thì nó sẽ là nghe ít chép này. Đấy nha. Thì lúc này các bác sẽ tùy theo cái nghe của mỗi người mà chúng ta chỉnh ra cho phù hợp nha. Hai cái đầu tiên này là bát này, cái giữa là chung này, cái này và cái này là tép này. Thích nghe nhiều tép thì tăng lên này, đấy. Thích nghe trung âm nó sâu một tí thì giảm về này. Đấy. Đấy, xong rồi kệ đó, nó sẽ tự nó ấy nhá. Đợi một lúc nó sẽ chuyển sang chế độ nháy đèn như này. Đấy, được chưa? Cái này nó có cái dip play ở đây này, các bác nhìn này. Nó sẽ là các cái chế độ đèn đây, quay đi rồi rất là hay như này. Đấy nha. Các bác thấy nó khác nhau không? Đấy nha. Đấy, tùy các bác thôi, các bác thích cái kiểu gì nha. Ngoài ra có thêm vi bát này. Đấy, nó tăng thêm cái từng bát lên nhá. Đây cái chữ vi bát các bác nhìn nữa. Nếu như bật lên nó sẽ có chữ vi bát hiện lên này, còn nếu không thì nó thôi này. Đấy, chế độ này, chế độ nghe nhiều bát này. Nhưng mà ấn Play CD thì em hiện tại đang thấy nó không đọc đĩa. Đấy. Nó báo no disc này. Đấy. Chắc con này mất lâu ngày nó cũng chết rồi. Đấy. Còn bác nào mà thích cần đọc đĩa thì về mang ra thợ xem các bác ấy có cái cách nào các bác ấy khôi phục lại cái mắt cho không nhé. Còn ở đây thì nói chung là các cái đời này thì mắt nó cũng hơi sâu rồi. Để mà kiếm được cái mắt cũng hơi khó. Đấy. Nhá.
Còn đây là ở đây là em bán là đấy, em báo được tình trạng là không đọc đĩa nhá. Đĩa vẫn ra vào được nhưng mà không đọc đĩa. Đấy, và bình thường những con này nếu mà đọc đĩa của nó không hề rẻ nhá, những con này toàn 3 triệu. Đấy, nhưng mà thôi, con này là không đọc đĩa thì em bán về các bác là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhá, và để trưng bày cho nó đẹp. Thì con này em bán với giá là đi 2.200.000 nhá. 2.200.000. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cho bên em. Đấy, số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhá. Đấy, cả cái bộ dàn nó to vất vã mà nhìn rất là mối, cái này có bằng 2.2 triệu bằng mỗi bộ mini thôi nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm cho bên em nhé. Những bộ này nó về thi thoảng nó về được một bộ thôi, nó không về nhiều đâu. Đấy, 2.200.000 đấy nhá. Đấy, và ở đây cuối cùng là một bộ dàn của Onkyo với mã UN7 nhá. UN7 nó SX7. Đấy, UN7 nó SX7. Con này giá là 2.390.000. Đấy, hàng về đẹp, hàng về rất đẹp. Loa 6 ohm 70W nhá. Đấy, con UN7 này thì sau này mình có thể nâng cấp 5.1 được, bằng cách là mình có thể là ghép thêm các cái súp của 5.1 của Onkyo như con súp kia nhá. Đấy, hàng về căng đầy đủ nhá. Máy móc nó còn đẹp, mặt mũi ok. Đấy, đấy nha. Đây, con UN7 này thì là nó đây, công suất của máy là đi 66W điện 100V nhé. Đấy, và con này thì là có cổng quang optical in để kết nối TV Smart này, có một đường vào, hai đường vào analog cho điện thoại máy tính cắm vào đây, là đường line in và đường tape in nhá. Đấy, và có được hệ thống mở rộng thành 5.1 ở đây. Đấy, đấy nhá. Đấy, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn, 2.390.000 đồng thôi. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em. Đấy, loa bên tay phải này. Yeah. Loa màng giấy gân cao su nên là tiếng bát nó bánh rất là mềm. Thứ ba là bát nó bánh rất là mềm và trung âm rất là thoát tiếng. Để nghe nhạc vàng rất là hay. Đấy, bây giờ xin mời các bác thưởng thức chất âm của nó nhé. Em sẽ đấu con này sang đây để thử chất âm cho các bác. Ok này, đấy nhá. Đây là bộ UN7 này. Đây, các bác muốn chuyển sang đây có DVD ở đây em thử luôn này. Con này là đời DVD nhá. Đời DVD. Thì nó sẽ đọc được cả CD và DVD, nhưng tuy nhiên ở đây là em chỉ có CD thôi. Nên em sẽ chỉ test được CD, còn DVD về các bác tự test nhá. Em cũng nói rõ từ đầu rồi đấy, các cái này là các cái bộ dàn này em bán là chủ yếu là bán về các bác cắm điện thoại máy tính, nói chung em bán chức năng công suất để về các bác cắm điện thoại máy tính và cắm TV Smart nghe nhạc. Còn cái CD này là nói chung là nó có thì em cứ test thêm xem con nào còn đọc, con nào không thì để em báo lại cho các bác luôn thôi. Chứ em không bảo hành CD nhá, em không bảo hành cái phần đĩa này. Lý do em cũng nói rồi, nhiều bác sử dụng các cái đĩa nó kém chất lượng. Nên là rất là nhiều trường hợp này ở đây em test là nó nên, nhưng mà về đến nhà các bác thì nó không nên là chuyện rất là bình thường. Đấy. Và cái việc là ở đây em test nó nên nhưng mà về chỗ các bác nó không chạy CD thì em không quan tâm. Đấy, em không bảo hành CD nhá. Em chỉ biết em test ở đây, bán ra các bác là CD có chạy thôi. Còn về các bác nên dùng đĩa xịn nhá. Đừng tận dụng các cái đĩa cũ. Đấy. Rất nhiều trường hợp tận dụng đĩa cũ xong rồi không nên là chuyện bình thường nhá. Gặp nhau làm chi thương nhớ mênh mông. Người yêu người yêu dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi sao đêm dài muôn thế, gặp nhau làm chi lệ ướt. Đây cái gì nữa đây, condition mode này.
direct này, có nghe stereo này, có nghe mono này, có nghe theater này. Đấy thì đây là cái là chế độ mở rộng cho 5.1 nhá. Nếu như các bác cắm thêm swoop vào thì nó sẽ còn có nhiều các cái chế độ nghe nữa. Nhưng ở đây là chưa cắm thêm swoop, nó chỉ có các chế độ này thôi nhá. Và để nghe chuẩn nhất thì các bác để nghe stereo cho em nhá. Để nghe listen what stereo cho em. Nhá. Đấy ok. Thì đấy đĩa thì nói chung là vẫn đọc nhá. Đấy, còn bây giờ các bác muốn chuyển các đường vào cho đường quang hoặc đường điện thoại thì các bác chuyển đây cho em này. Đấy, con này có cả đường quang để kết nối TV Smart này. Đấy. Rồi cả đường điện thoại để kết nối điện thoại này. Hối hả. Nhá. Ngựa ơi xuống chờ cùng ta. Thì con này thì nói chung là những cái bộ dàn này nhá, cái chức năng quang thì em sẽ test sau. Đấy. Bác nào lấy dàn thì em sẽ test bằng giao lốt chức năng quang cho các bác nhá. Còn ở đây là vì video nó có hạn. Đấy. Thời lượng video nó không cho phép là test quá nhiều chức năng một lúc bởi vì nó nhiều bác sốt ruột. Cái thứ hai là nó dài quá. Đấy, đăng lên nó mất thời gian lắm. Vâng. Chẳng nghe khen anh gọi chập trùng đôi núi cao. Nếu như mà hai cái con trước sao em mà mê hát chẳng nghe. Nếu như mà cái con N7 V5 non ở BX này là tiếng bass nó sâu chắc bạo lực thì cái con N7 này nhá thì nó thiên về là giải bass nó mềm. Đấy, nó mềm và đẩy chúng em lên rất là rõ các bác nhá. Mỗi con nó sẽ có một đặc điểm riêng. Tùy theo cái tai nghe các bác thì các bác chọn làm sao cho phù hợp nha. Đấy. Đấy nhá. Đấy, UN7. Đấy thì bác nào có nhu cầu mua các cái bộ dàn này hãy liên hệ cho bên em nhá. Đấy. Đấy. Thì đấy là 4 cái bộ dàn hôm nay em đưa lên cho các bác để phục vụ các bác là về nghe nhạc. Thay loa TV hoặc là nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra nhá. Đấy, ok. Em đọc lại giá này, con này là 2.350.000 này, loa cục V5 loa NBX này. Bộ M40 loa MX 7.700, loa 3 đường tiếng này là 6.500.000 này. Bộ AK17 đồng bộ là giá là 2.200.000 này, không đọc CD nhá, bán về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc. Đấy. UN7 đấy. Giá là 2.390.000 nhá. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp em nha, để ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ Audio. Vâng, em xin một lần em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.